Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu những tính năng khá là quan trọng của phần mềm Spa, đó là cách cài đặt công thức lương và tính lương cho nhân viên. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu bốn cách tính lương mà hệ thống Spa cung cấp. Và chúng ta sẽ đi lần lượt từng loại lương mà chúng ta trả cho nhân viên. Và nhân viên thứ nhất chúng ta sẽ cài đặt lương là commission only, là chỉ ăn chia trên tiền commission. Và nhân viên thứ hai chúng ta sẽ xem xét cài đặt lương cho nhân viên này là cover salary, tức là được hưởng lương theo ngày tháng và được chi phần trăm đối với số tiền mà nhân viên đó làm vượt quá cái số tiền quy định. Và chúng ta sẽ xem cách xếp loại lương thứ ba cho một nhân viên khác. Và nhân viên này chỉ trả lương không ăn chia trên tiền commission. Và loại lương cuối cùng tôi sẽ cài đặt cho nhân viên này là loại lương có cả bao lương và có phần bonus. Tôi xin giải thích ở đây là nên nhân viên này sẽ được bao lương là 10 đô trên một ngày, và nếu làm trên 60 đô thì nhân viên này sẽ được hưởng 20% trên chênh lệch của 60 đô đó. Và sau khi cài đặt cách tính lương thì chúng ta sẽ vào xem lương của nhân viên sẽ được hệ thống tự động tính như thế nào. Và đầu tiên chúng ta coi lương của cái nhân viên này chỉ ăn chia trên cái commission và không có bao lương, và họ ăn chia trên commission với cái số tiền như thế này và chia 60%. Và chúng ta xem hệ thống tính lương cho cái nhân viên thứ hai như thế nào, và nhân viên này là bao lương, gọi là cover salary and commission, có nghĩa là vẫn tính trả lương trên một ngày đó và sẽ được trả thêm cái phần nhân viên dư ra. Ví dụ như nhân viên làm 10 đồng trên một ngày và chúng ta làm 2 ngày thì 22 đồng, do đó là chúng ta sẽ lấy cái phần cao hơn cái phần lương, tức là chúng ta lấy 20 và phần dư ra là 2 đồng, thì chúng ta cộng vào số tiền mà phải trả cho nhân viên này là 22 đồng. Và chúng ta xem nhân viên thứ ba. Nhân viên thứ ba được cài đặt chỉ có được hưởng lương và không ăn chia commission, và nhân viên này theo quy định là 50 đô trên một ngày. Em cho nhân viên cuối cùng, và hệ thống cài đặt lương cho nhân viên này là có bao lương và chi bonus. Theo quy định là nhân viên này sẽ được hưởng 10 đô trên một ngày, và nếu nhân viên này một ngày sẽ làm trên 60 đô thì sẽ được hưởng phần chênh lệch của 60 đô đó. Và tổng tiền nhân viên này kiếm được là 137,50. Và chúng ta sẽ xem xét tại sao nhân viên này được hưởng thêm 8 đồng cái phần chênh lệch của 20%. Và chúng ta sẽ click vào cái nút View Sales Detail, và chúng ta thấy rằng ngày 20 tháng 4 nhân viên này kiếm được 100 đồng. Theo như quy định 60 đồng thì nhân viên này sẽ được hưởng phần trăm chênh lệch 20% của 40 đồng.
Đây là cách cài đặt lương và cách tính lương cho nhân viên.